Xin kính chào quý thầy cô. Dưới đây là bản giáo án môn địa lý lớp 8 được soạn theo chuẩn công văn 5512. Bản giáo án này do các thầy cô của TEC 12 giờ thực hiện. Và như trên màn hình thì chúng ta có thể thấy đây là bài soạn của bài 1 vị trí địa lý, địa hình và khoáng sản. Và nhìn vào giáo án thì chúng ta có thể biết được giáo án theo công văn 5512 sẽ có những cái phần như sau. Một lớn là mục tiêu. Hai lớn là thiết bị dạy học và học liệu. Ba lớn là tiến trình dạy học. Thì trong phần tiến trình dạy học chúng ta sẽ có 4 hoạt động. A là hoạt động khởi động. B là hoạt động hình thành kiến thức. Thì trong hoạt động hình thành kiến thức sẽ có những cái hoạt động nhỏ. Thì trong mỗi hoạt động nhỏ đó thì chúng ta sẽ có những cái bước thực hiện như là bước 1 chuyển giao nhiệm vụ, bước 2 thực hiện nhiệm vụ, bước 3 báo cáo, thảo luận và bước 4 là nhận định. Và tương tự những cái hoạt động sau đó thì cũng sẽ có những cái bước như trên. C là hoạt động luyện tập và D là hoạt động vận dụng. Chúng ta cũng có thể xem bài tiếp theo, bài 2, khí hậu châu Á, cũng sẽ có phần 1 lớn mục tiêu, 2 lớn và phần 3 lớn. Thì trong tiến trình dạy học là phần 3 lớn thì những hoạt động cũng sẽ trải dài từ hoạt động khởi động cho đến hoạt động vận dụng. Và những phần này thì đều được soạn chuẩn theo công văn 5512. Ngoài ra thì chúng ta cũng có thể xem một bài bất kỳ nữa để thầy cô yên tâm được là tất cả các bài trong giáo án này thì đều được soạn theo công văn 5512. Thì TEC 12 giờ sẽ kéo xuống một bài bất kỳ. Đây chúng ta sẽ có bài 32, các mùa khí hậu và thời tiết ở nước ta. Đó thì thầy cô cũng có thể theo dõi trên màn hình. Tất cả các bước và hoạt động thì đều tương tự như là bài 1, bài 2 mà TEC 12 giờ đã giới thiệu. Như vậy thì thầy cô cũng đã thấy tất cả những cái bài học trong chương trình đều được thầy cô của TEC 12 giờ soạn chuẩn theo công văn 5512 một cách chi tiết và đầy đủ. Hy vọng là TEC 12 giờ đã cung cấp đến cho thầy cô một cái tài liệu hữu ích trong công việc giảng dạy. Cảm ơn thầy cô đã theo dõi video. Xin chào và hẹn gặp lại.